Quyển 1 Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chuyến xe khách lặng lẽ bon bon trên trên đường Hai bên đường tối om nếu co có đèn của những chiếc xe khác trong đêm thì đúng là một sự cô đơn đến nao lòng Trời gần sáng xe lạnh, mọi thứ đều im lặng chỉ còn tiếng xe, tiếng ngáy đều đều của lão già ghế bên cạnh Nó buồn ngủ, nhưng chẳng thích ngủ tí nào Nằm dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài mặc dù chẳng thấy gì dòng suy nghĩ cứ u về, có một chút lo lắng, một chút hồi hộp và cả háo hức nữa chứ. Sắp làm sinh viên có khác, cảm giác thiệt là lung tung hết, trong đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, nào là mì tôm, nào là anh em chiến hữu, nào là giảng đường, nào là những mối tình sinh viên ngọt ngào, không biết có giống như những gì nó được nghe, được kể, có biết mọi thứ có thú vị như trong phim, trong chuyện nó được coi về cuộc sống sinh viên có nữa. Suy nghĩ, dự tính là vậy chứ cũng lo lắm chứ cơm áo gạo tiền dù gì đồng lương giáo viên ít ỏi của mẹ nó làm sao đủ cho nó sống ở cái đất sài gòn nghe nói đắt đỏ tốn kém dữ lắm mà thôi lo lắng chi nhiều dù sao cũng chính nó bỏ hết mọi sự sắp xếp cho tương lai ổn định của gia đình nó để chọn con đường bon chen lên sài gòn thử làm sinh viên một cho biết mùi đời với người ta mà nhớ cái hôm biết được kết quả đại học xong mẹ nó có hỏi mày tính sao hả con mẹ lo cho mày mấy con đường liệu mà tính cho kỹ. Tương lai của mày mẹ lo tới đó thôi con, nó trầm ngâm. Thiệt là khó nghĩ quá đi. Mẹ nó nhờ bà con lo cho nó một là theo ông anh giám đốc một cơ ti, vừa được đào tạo, vừa có lương thử việc ít nhất cũng 10 TR trở lên mà mẹ còn vẽ ra cái viễn cảnh đi theo phụ giữ ghế giám đốc cho ông anh nữa mới ghê chớ. Còn con đường thứ hai là theo ông chú bên quân đội nghe đầu chức lớn dữ lắm viễn cảnh cũng an nhàn, được nhà nước nuôi, được làm công dân gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo. Nghĩ tới đó thôi là muốn ấn lạnh trong người rồi, đi học có mấy cái nội quy nhỏ của trường lớp mà nó còn quậy muốn banh cái trường giờ kêu nó khét mình vô cái khuôn khổ của quân đội thà giết nó còn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay nghe tụi bạn hết đứa này tới đứa kia nhận giấy báo nhập học, khăn gói lên xì, phố học đại học thấy cũng ham. Tính nó lại thích thử thách, mạo hiểm, có thích nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai cho nên có lẽ tung cánh thử sức mình vài năm xem sao. Vậy là tối đó nó phán một câu xanh rờn. Mẹ! Con đi Sài Gòn học. Thử sức vài năm rồi tính tiếp, mẹ nó chẳng thèm hỏi gì nhiều gật đầu cái rụt. Ờ đi đi cho biết cực khổ con à, mãi mê suy nghĩ trời gần sáng hồi nào hỏng hay. Xe cũng vừa tới Tiền Giang. Nó vương vai sửa soạn hành lý chuẩn bị xuống xe thiệt là học ở Sài Gòn nhưng giờ phải ghé Tiền Giang một hai ngày rồi mới được thả đi. Phải giải quyết xong nhỏ bạn gái cuối cùng trong số vài cái mối tình học trò linh tinh vớ vẩn của nó để còn yên tâm mà dấn thân bắt đầu cuộc sống mới nữa chứ. Nói gì thì nói nó chưa bao giờ gặp nhỏ ở ngoài đời, chỉ nói chuyện, cha qua C vậy đó mà yêu nhau. Nói chung nhìn qua C với hình thì nhỏ xinh xắn, dễ thương nhưng có biết bên ngoài thì có khác coi đây. Mấy hôm trước nó nói sẽ lên SG học. Vậy là con nhỏ một hai bắt nó phải ghé tiền giang để yêu offline theo cách nói của nhỏ là em muốn tụi mình chuyển từ tình ảo sang tình thật, khóc lóc, giận dỗi và cả đe dọa bỏ học bỏ nhà đi kiếm nó. Cuối cùng nhỏ cũng ép nó ghé thế giới gặp mặt, xe dừng ở Tân An, nó xuống xe, móc điện thoại côn cho nhỏ. Đã gọi điện kêu ra đợi rồi mà giờ bỏ nó một mình đứng bơ vơ. Alo.tui xuống xe rồi nè chị hai trốn đâu vậy? Hi hi anh xã nhắm mắt lại đi dẹp hốc có xã huyện gì hết em lại đón anh nhanh dùm, mỏi chân quá. Thì ai nhắm mắt cái đi năng nỉ mà. Một phút nha 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 à âm này không biết bày đặt trò gì nữa rồi. Thôi kệ để coi nhỏ làm gì với nó. Nhắm mắt mà lòng cũng hồi hộp, dù gì cũng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời mà. Lo là lo cái vụ nhỏ mà cao hơn nó là coi như lấy cọng bún thắt cổ tự tử có nghĩa hơn nó khịt khịt mũi, hình như có mùi nước hoa của con gái. Quái tự nhiên cái mũi nó nóng nóng, cái nóng đó chạy từ từ vòng qua má, tới tai, xong chạy ra sau gáy rồi lại quay vòng ra trước mũi, trời trời hốc lẽ trúng gió, mở mắt ra nó té ngửa. Thì ra nhỏ đứng kế nó nãy giờ. Làm gì vậy sao tới hốc lên tiếng? Đang nghiên cứu anh xã, nhỏ cười má lúng đồng tiền. Nghiên cứu chi chị hai? Thì coi phải anh xã của em hốc mà, anh nè. Gì? Phải anh xã hốc anh xã ờ chắc không phải chị lầm người rồi ha nghi ngờ hỏi chi nữa hi hi nga ta hỏi cho chắc mà tại anh xã baby hơn trên hình sợ lộn người tờ nghĩ cũng đúng coi vậy chứ mặt nó ở ngoài non chuệt à thôi mệt giờ sao đứng giữa đường hoài hả chị ghét kêu chị hoài làm như nga ta lớn tuổi hốc bằng anh xã chưa ăn sáng đúng hôn ờ chưa ăn vậy em đưa anh xã qua nhà nghỉ bỏ đồ rồi tụi mình đi ăn sáng hen Ung, um, rồi đi bộ hở. Hi hi xe em để sau lưng xả kìa. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.